chưa kịp làm gì, chưa kịp triển khai gì đúng không? Cho đi tới chèo luôn. Bữa đó em nghĩ em đang ở nhà ba vợ, đang ở nhà ba vợ mới sắp nhập. Cái vỏ hành thang luôn rồi.
bên kia có nhúm bển kìa. Vô khoảng chừng 20 mét là tới rồi. Đây à. Ở đằng kia thịt chưa vậy? Hết rồi, ở đây hết rồi. Mình cảm ơn thịt cha nữa. Đỡ giò tụi nó em. Cầm giò ấy nặng lắm. Đỡ giò nó. Cầm một mình mệt lắm. Hả? Chắc có tàu á. Thấy quá trời khó rồi. Trái ở chính giữa hai đường. Bên đây vẫn còn miếng khói. Trời, múc ở trên kia nữa. Cuốn rồi luôn. Đây đây. Cuốn luôn. Qua đây cuốn đi, nó bắt đầu được cuốn luôn.
vẫn như cha. Lẽ làm cái này chết rồi, không muốn rồi. Lẽ làm giờ này đúng không? Phải xưa đi. Con này bỏ lên trên đây đi, dơ quá. Con này ấy là bỏ lên đi. Lát về rửa sơ phơi. Con này giờ hay rồi.